Đấy, mến chào các bạn. Hôm nay mình đến cửa hàng Nông Cơ Vinh 2. Bên này có hai cửa hàng các bạn nha. Địa chỉ là 55 trên đường 21 tháng 4, phường Cẩm Tân, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại là 0919688798 0335577 057774 quên 0335057774 ha. Thì mình xem ở bên này thì đa số là những xe một cầu hoặc hai cầu nhỏ, còn bên kia là xe lớn, là bên Nông Cơ để bên kia ha. Rồi đây mình thấy là ở đây có một chiếc 1007, nhưng mà xe ở đây rất là đẹp các bạn nha, chuyển về rất là đẹp luôn. Đó, đây là có một chiếc 1007 nè ha, một chiếc 1007 nè, rất là đẹp, nước sơn đồ mình thấy zin hết. Isuzu Landhope 185 này, Isuzu Landhope 185 ha. Rồi TL 2001 Isuzu luôn, cũng một cầu luôn, à con hai cầu gầu súc nè. Subaru mấy ta, Subaru 2843 hai cầu, quá đẹp các bạn. Wow, quá đẹp. Rồi Subaru SD 1008 quá đẹp luôn. Rồi đây TS 1610 một cầu luôn. Rồi đây mình thấy con Hino Moto máy rời, biết xăng hay dầu đây không biết. Máy xăng xăng rồi, một con Hino Moto xe đại gia, đại gia, các đại gia xưa bán đất mua đất xong là hay mua chiếc này để lái đây. Rồi Isuzu TS 2200 xe này đời đó, đời TS. Rồi Zangma 2500, mấy này một cầu nha, mấy này một cầu, các bạn có thấy bánh sọc đó là có một cầu cho mình, khỏi phải hỏi. Rồi rồi ở đây mình thấy con B17F Subaru, B17F hai cầu, cứ bánh gai là hai cầu, bánh trước gai là hai cầu. Subaru SP 1540 hai cầu ha. Rồi Subaru 2640 hai cầu. Wow. Rồi tiếp tới Yanma 2700 một cầu. Subaru Mitsubishi ST 32 mã lực hai cầu. Wow. Bên này Subaru 1500 một cầu. IM Zenos 1007D một hai cầu. Rồi tiếp theo IM 3000 một cầu. Tiếp theo Hinomoto E 232 một cầu. Subaru 22 một cầu. SD 3000 hai cầu. Rồi D 3238 hai cầu. Mitsubishi MT 25 hai cầu, xe các bạn thấy tuyển đẹp kia chưa? Đây dắt bán một con này, Hinomoto E 2604 hai cầu. SD 3000 hai cầu. Rồi đây con SD 3000 AT một cầu. Zangma 2000 hai cầu. Mitsubishi MT 25 hai cầu. Zangma 2000 hai cầu ha. Dưới đây đang dọn rửa xe đây. 1008 hai cầu, 2002 hai cầu, 2203. Rồi anh em nào mà có nhu cầu mà kiếm chiếc cho đẹp ngon giá rẻ thì đây các bạn nha,